Hòa Mỹ này, bán tại nhà này, lò siêu phường 16 quận 11. Ở đây thì dời về nhà 124 Lũy Bán Bích, có số điện thoại hẳn hoi luôn. Bây giờ cái phố này nó vắng tanh đấy anh chị thấy không? Người ta tạ sạp luôn rồi. Đó. Chợ. Nhìn toàn cảnh khu vực chợ Bình Tây ở đây nha. Lên hàng, xuống hàng, lai rai như vậy thôi. Chưa nhiều nhưng mà dù gì thì thấy bà con mình buôn bán trở lại thấy cũng phấn khởi. Đó, phía trước là đường Hậu Giang thế anh chị. Nãy giờ mưa dính cái camera mờ mịt luôn á. Rồi em quẹo trái con đường Hậu Giang đây thưa anh chị. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác, anh chị và các bạn. Em đang đứng ở một vị trí có thể nói là cũng khá là lạ. Nếu như em không có giải thích thì có lẽ là cũng nhiều cô bác, anh chị không biết nè. Em đang đứng ở trên con đường kênh Lò Gốm. Bên phải em là cái kênh Lò Gốm đây anh chị. Hướng mà anh chị đang thấy đây là chúng ta nếu đi ngược được đó, chúng ta sẽ đi ra tới cầu Lò Gốm luôn, ra đại lộ Võ Văn Kiệt. Nhưng mà do đây là đường một chiều, chúng ta không đi được. Như vậy là em đang đứng dưới cái cầu Ông Buôn. Phía trên là đường Hồng Bàng thưa anh chị. Đó, bên phải thì chúng ta qua cầu Ông Buôn, chúng ta đi tới mũi tàu Phú Lâm. Còn bên trái chúng ta đi về cây gõ. Hôm nay em đứng ở ngay vị trí này. Bây giờ em sẽ quẹo trái, đi cặp bên hông cái cầu Ông Buôn này. Em chạy xuống ngay khu vực chợ Bình Tây thưa anh chị. Chỗ này thì chúng ta còn gọi cái khu bến Phú Định nè. À xin lỗi anh chị, bến Phú Lâm. Em nhầm. Có con đường bến Phú Lâm ở bên ngay chợ Minh Phụng đó, chạy ra đây. Bên phải em là ban chỉ huy quân sự quận 6. Hướng này em đang chạy về cây gõ đây. Bây giờ là 2 giờ kém 15 phút. Chiều ngày 15 tháng 10 năm 2021. Và hôm nay thì cũng khoảng 20 cái chợ được mở cửa trở lại anh chị. Ở trong đó có chợ Bình Tây. Và hôm nay em sẽ mời cô bác anh chị chúng ta về tham quan khu chợ Bình Tây ngày đầu tiên mở cửa như thế nào. Trước khi về chợ Bình Tây thì chúng ta lăn bánh trên cái con đường Hồng Bàng này, đi ngang cây gõ và hướng về khu vực đường Nguyễn Thị Nhỏ. Ngày xưa là Dương Công Trừng. Và đây là quán Đà Lạt Phố, một cái quán cà phê khá là lớn trên cái con đường Hồng Bàng này. Tím liệm tìm sim và ngày hôm nay thì cũng chưa có được mở cửa trở lại thưa anh chị. Em đang lăn bánh từ từ hướng về Bùng Binh cây gõ, một cái vị trí cũng rất là thân quen và nhiều cái kỷ niệm với cô bác anh chị. Chúng ta cùng nhau cập nhật hình ảnh phố xá của đây là khu vực quận 6 thưa anh chị. 6. Bên phải đây có con đường Hoàng Lê Kha. Ở những cái khu chợ thì dần dần người ta cũng mở cửa lại anh chị. Tuy nhiên thì những cái chợ mà đã mở cửa rồi đó, em thấy là cũng vắng vẻ lắm. Không biết là chợ Bình Tây trong buổi chiều hôm nay như thế nào. Ngày đầu tiên mở cửa cũng là ngày cuối tuần. Em mời các anh chị chạy về chợ Bình Tây, chợ lớn tham quan một xíu. Ở bên trái em ở ngay chỗ cầu vượt cây gõ này. Ngày hôm nay thì bên trái có chùa Huê Lâm. Đây, bên phải thì có chùa Tuyền Lâm. Hai cái ngôi chùa rất là lớn ở cái khu vực này. Và nhắc tới cây gõ thì chắc chắn là nhiều cô bác anh chị sẽ rất là nhớ hai cái ngôi chùa này. Đây bên phải em chùa Tuyền Lâm. 887-893 Hồng Bàng. Lớn anh chị, rất là lớn. Bên trái thì có chùa Huê Lâm ở ngay Bùng Binh cây gõ này. Và những cái dãy nhà ngay phía trước cầu vượt cây gõ đây, ngày hôm nay vẫn có nhiều nhà vẫn là nhà cũ xưa, vẫn là những cái kỷ niệm xưa của cô bác anh chị ở cái khu vực này. Quá trời những cái con hẻm
tăm tối và rất là nhỏ. Đây có đình Phú Lâm anh chị, ngay chỗ bến Phú Lâm có đình Phú Lâm, bên trái có chùa Huê Lâm, và bên tay trái của em ngay chỗ bụng bên cây gọ này thì có con đường Bình Phụng chạy về Bình Thới và con đường Trần Quốc Toản xưa, ngày hôm nay là 3 tháng 2. Còn bên mé tay phải của em thì chúng ta đi con đường Minh Phụng nối liền với con đường Bình Tiên, đi qua đường Hậu Giang ra bến Lê Quang Liêm, ngày hôm nay là đại lộ Võ Văn Kiệt đó thưa anh chị. Ở đây là nhà sách Nguyễn Văn Cừ này, bên mé tay phải em ngay bùng binh cây gõ. Có những cái vị trí em cũng không biết ngày xưa nó là cái gì, cho nên là em thường hay chia sẻ những cái hình ảnh mới, những cái tên mới ngày hôm nay để cô bác anh chị dễ hình dung và so sánh những cái sự thay đổi. Bùng binh cây gõ đây anh chị, ngày hôm nay thì có cầu vượt, không còn cái bùng binh như ngày xưa nữa. Và ngày xưa thì ngay chỗ bùng binh này cũng có một bức tượng. Em cũng quên mất là tượng gì rồi, không biết là tượng của bức tượng của Lê Lợi hay là Nguyễn Huệ. Em nhớ mang máng nên là không chắc được. Bên phải em là trường Nguyễn Đức Cảnh. Bây giờ đi ra đường lúc nào cũng phải mang khẩu trang đó các bác anh chị. Rồi hai cái tay của mình trời nó nhức. Đi từ sáng tới chiều về nhà hai cái tay hai bên nó nhức. Điều đó nhá, thì chúng ta liên tưởng tới cái việc mà những cái bác sĩ tuyến đầu chống dịch đó, trời ơi, họ đeo cái khẩu trang đó 24/24 ngày này qua tháng nọ, nhiều khi hai cái lỗ tai hai bên nó muốn mục luôn á anh chị, ghẻ luôn á. Thiệt, bên phải anh chị thấy có một cái khu nhà rất là cũ không, ngay chỗ cầu vượt cây gõ em. Em thấy nhiều rồi nhưng mà em cũng không biết cái chỗ này ngày xưa là như thế nào, nhà của ai. Đó, em chia sẻ lại để cô bác anh chị có thể, những cô bác anh chị xem cái clip của em thì có người biết. Số cũ là 137 Hùng Vương, số mới là 763 Hồng Bàng. Ngày xưa cái con đường chỗ này là Hùng Vương phải không cô bác anh chị? Sao em thấy để số cũ Hùng Vương này? Rồi chúng ta lăn bánh từ từ đi xuống. Đó, đi xuống đường Nguyễn Thị Nhỏ, Dương Công Trừng. Đình Minh Phụng bên trái của em ha. Đi lố rồi cho nên là em cũng không quay lại. Trời hôm nay thì khá là oi bức thưa anh chị. Rất là nóng. Tí xíu nữa chiều không biết là có mưa hay không, nếu mà mưa thì mát mẻ. Gặp được cơn mưa là em cũng vui lắm rồi đó. Đây có chùa Nam Phổ Đà ở cái khu vực cây gõ này, em thấy nhiều chùa quá anh chị, nhiều chùa và nhiều đình, rất là nhiều luôn. Nếu mà đi hết thì đếm hết thì cũng khá đó anh chị. Ô, có người mặc áo mưa kìa, không biết là phía sau lưng em có mưa sao. Đây đang mưa bay bay đây. Chỗ em không thấy luôn anh chị, đang mưa nè, giờ mới để ý mới thấy. Con đường Hồng Bàng toàn là cây me không anh chị, không có cây lớn, những cây me thôi. Chúng ta cũng đang còn từng bước hoàn tất cái gói hỗ trợ đợt 3. Tuy nhiên thì có nhiều vị trí chưa nhận được và có nhiều khu vực người dân người ta lấy cái băng rôn người ta căng ra là chưa nhận được gói hỗ trợ đợt 1, đợt 2 và đợt 3 luôn. Chưa nhận được cả 3 đợt cho nên là người ta mới căng băng rôn thưa anh chị. Chiều hôm qua hình như là ở Bình Tân hay Tân Bình gì đó. Nếu mà cô bác anh chị theo dõi báo chí thì cũng sẽ thấy. Và chiều hôm qua thì người ta tháo rồi, chiều ngày 14 tháng 10. Rồi em chạy xuống dưới gần tới đường Nguyễn Thị Nhỏ rồi đây anh chị. Như vậy là tuy là các cái gói hỗ trợ cũng được đến đợt thứ 3 rồi nhưng mà không phải là ai cũng nhận được thưa anh chị.
Và cái việc mà mở cửa bình thường mới từ đầu tháng 10 cho tới hôm nay thì coi như là nó cũng không phải là thừa thải đâu. Bây giờ là bà con mình là đuối lắm rồi, cho nên là cần được đi làm kiếm tiền, chứ chờ đợi được cứu trợ thì không biết tới hồi nào. Đây là con đường Phạm Đình Hổ. Đó. Ừ, bắt đầu mưa rồi anh chị. Nếu mà mưa lớn thì mát, trời bây giờ đang oi bức quá. Nhưng mà khu vực chợ lớn mà trời mưa là hơi bị khổ đó anh chị. Ở người dân thì người ta hàng hóa người ta bán ở ngoài trời nhiều lắm, lên xuống hàng rồi bán buôn rồi mua hàng rồi đi qua đi lại chợ hàng, cùng cạc tông không mà trời mưa một cái là hơi bị mệt mỏi. Ngay đây là con đường huyện thì nhỏ, phía trước quan ngã tư thì có con đường huyện trại tẻ về hướng phố thời trang. Bên trái anh chị đi về Trần Quốc Toản 3 tháng 2 ha. Bên phải ở đây thì em chạy về con đường Hậu Giang, Tháp 10. Đây, ngay đây có một cái tòa nhà chung cư, cư xá cũ. Con đường huyện thị nhỏ này ngày xưa nó có tên là Dương Công Trừng thưa anh chị. Ở đây thì nó thuộc khu vực quận 6, phường 2. Bên phải phường 2, bên trái là phường 14, quận 5. Có gà, có chim gì nè. Vậy là ở đây con đường huyện thị nhỏ này bên mé trái là quận 5, mé phải là quận 6. Đó. Một con đường nhưng mà nó nằm trên hai quận. Rồi em đi tới ngay Bùng Binh Lê Quang Sung đây. Rồi chợ lớn hôm nay, chợ Bình Tây là mở cửa thưa anh chị. Nhưng mà em thấy vòng vòng xung quanh đây cũng còn nhiều nhà yên ắng quá. Không biết khu vực chợ Bình Tây có đông hay không. Trời mưa nữa là nhiều khi người ta trốn hết trơn luôn á. Bên trái em là đường Trang Tử, có khu chợ Trần Chánh Chiếu, Trần Chánh Chiếu và khu bến xe buýt chợ lớn đó anh chị. Ồ mưa rồi. Cuối tuần chợ lớn cũng ngày đầu tiên được mở cửa, chợ Bình Tây. Và bây giờ trời mưa mà mưa có nắng luôn chứ. Ôi hàng hóa người ta chùm không kịp luôn. Em vẫn chưa có mão mưa được anh chị. Đang chạy nè, chắc là em quẹo trái. Con đường này là Lê Quang Sung, là Trương Tấn Bửu năm xưa. Ơn trời mưa nắng phải thì, dù mưa hay nắng thì cũng là ơn trời thôi anh chị. Và bây giờ chúng ta đang còn mưa nắng luôn nè. Mưa nắng luôn, chắc là phải bận áo mưa rồi. Cái em thấy hơi bị lớn á. Em tấp vào đây anh chị nha. Tấp vào đây lấy áo mưa ra bận. Chạy về chợ Bình Tây xem sao. Chà. Mưa rồi. Ướt lem nhem hết rồi, mưa lớn luôn anh chị. Vừa mưa vừa nắng. Người ta đang bận áo mưa rồi, trú mưa. Rồi em mời cô bác anh chị bắt đầu đi tiếp. Đó, phía trước là đường Hậu Giang thưa anh chị. Nãy giờ mưa dính cái camera mờ mịt luôn á. Rồi em quẹo trái con đường Hậu Giang đây thưa anh chị. Về chợ Bình Tây. Trong một cái buổi chiều thứ sáu anh chị, cuối tuần. Em quên gạt chân trống, may mà có người nhắc. Đang nắng cái tự nhiên đổ cơn mưa. Đây chợ Bình Tây đây, con đường Tháp 10 bên phải em là Lê Tấn Kế. Bà con mình trốn hết trơn rồi. Ngày đầu tiên mở bán. Sao nhiều sạp đóng cửa quá.
quá trời sạp đóng cửa luôn. Ngày đầu tiên người ta chưa có mặn mà. Ồ, ở đây có cái dấu chân này, anh chị thấy ở dưới đất không? Đó, người ta để các cái dấu chân để mà đứng khoảng cách đó anh chị. Quét mã khai báo điện tử. Đây, chợ Bình Tây mở rồi nhưng mà không có bao nhiêu người hết. Mới bữa đầu người ta còn e dè lắm. Hơn nữa thì em thấy rút hàng đi về nhà bán online cũng nhiều á. Em chạy một vòng xung quanh xem như thế nào. Chợ Bình Tây hôm nay mở rồi, thưa cô bác anh chị, mở rồi nha. Tuy nhiên thì cũng đang vắng vẻ lắm, ít người bán lắm. Rồi em đi xung quanh chợ. Bánh tráng nè. Chạy xung quanh chợ thêm xem như thế nào, người ta có bán hay không, hay là vẫn đóng cửa. Chợ đóng cửa lâu quá. Con đường này là con đường Trần Bình thưa anh chị. Mưa bay bay. Ào một cái rồi bay bay. Đây con đường Trần Bình. Rồi, chợ người ta đóng im lìm ha. Mặc dù mở rồi nhưng mà bà con mình cũng chưa có thiết tha. Có một cái thực trạng bây giờ là người ta đưa hàng về nhà, người ta bán online hết luôn anh chị. Các cái sạp chợ bây giờ nhiều khi người ta trả và người ta chưa có mặn mà tới mở. Như ở đây này, hôm nay chợ Bình Tây được mở cửa nhưng mà chưa ai buôn bán hết này. Ta bán vỉa hè luôn này. Đó, anh chị nghe không, biết anh chị có nghe không, đi nghe anh nghe là bây giờ mấy bà là livestream bán luôn. Livestream bán hàng luôn. Đây là con đường Phan Văn Khỏe, chiều mưa. Nó là bến Nguyễn Văn Thành thưa anh chị, sở dĩ gọi là bến bởi vì sát bên nó có cái kênh Hàng Bàng đó. Đó, và những cái nhà lụp xụp như thế này thì nó nằm trong cái diện giải tỏa quy hoạch đó, nhưng mà chưa làm cho nên là người ta không thèm sửa. Đó. Buồn quá anh chị, nhìn vắng vẻ buồn. Bây giờ không còn như ngày xưa, sau một cái đợt dịch, sau một cái đợt phong tỏa, mọi thứ nó thay đổi hết trơn. Mặc dù hôm nay là ngày đầu tiên chợ Bình Tây mở cửa nhưng mà thấy không có bao nhiêu người bán. Rồi rào chắn vẫn còn đây nè, đó nè. Rào chắn vẫn còn đây. Đó. Ta vào đây, một cơn mưa bay xuống làm đường xá nó ướt lem nhem, dơ hơn bình thường. Rồi những cái người buôn bán người ta lo, ta dẹp đồ hết trơn rồi. Hôm nay các tiểu thương ra bắt đầu là cũng ngó ngó thôi chứ chưa có dọn hàng. Đó, một vài cái hình ảnh khu vực chợ Bình Tây ngày đầu tiên mở cửa em thấy cũng như không. Cũng như không, tại vì không có thấy ai buôn bán hết trơn. Ta mọi khu á, thì người ta dán một cái tờ giấy như thế này anh chị thấy không? À, dán một cái tờ giấy, à, ai muốn mua cái gì mà thân quen ở đây thì chạy tới gọi điện thoại cho người ta. Ta ra người ta lấy hàng hoặc là người ta bán giao tới nhà, tùy. Chỗ nào cũng có một cái tờ giấy dán lên trên bức tường hết. Những cái xe hàng bắt đầu chạy tiếp đó. Những cái dãy nhà đối diện với chợ Bình Tây. Chia sẻ một cái thông tin thú vị gửi đến cô bác anh chị. Cái hồi xưa á, hồi trước mà em mới làm cái clip đường phố này á, lúc đó là em lên chợ Bình Tây. Và lúc đó chợ Bình Tây á, là đang làm đang sửa lại đó anh chị. Và cái chỗ con đường tháp 10 này là người ta dựng mấy cái rào chắn, cái lô cốt rất là nhiều luôn. Em nhớ em còn đi bộ mà. Lúc đó còn đi bộ. Rồi quay phim
vui lắm. Bây giờ thì loay hoay như vậy chứ cũng được vài năm rồi. Thay đổi nhiều quá. Đi quay đường phố như thế này mình đi qua rất là nhiều nơi. Qua một chỗ có khi mình đi qua rất là nhiều lần, mình nhìn thấy được cái sự thay đổi của nó anh chị. Tối xá này, sau cơn mưa chút xíu là thấy đông lại này. Hồi nãy mưa mưa người ta trốn mưa hết trơn. Ở đây em quẹo bên trái thưa anh chị, con đường Chu Văn An. Bắt đầu những ngày tới chợ lớn sẽ nhộn nhịp, hàng hóa ra vào luân chuyển liên tục. Chợ lớn sau mưa thường thường khá là đông đó nha, em thấy vậy á. Cứ trời mưa một cái là thấy vắng lắm, xong rồi sau mưa người ta bắt đầu ta đi ra đường lại quá trời nhiều luôn. Rồi em quẹo trái con đường Chu Văn An. Mưa có mấy giọt mà. Đây con đường Chu Văn An thưa anh chị, đi qua phía bên kia đường Lê Quang Sung, Trương Tấn Bửu ngày xưa. Rồi bớt mưa rồi, cái camera nó khô rồi đó. Rồi bây giờ em sẽ quẹo trái. Bây giờ bắt đầu thấy xuất hiện trở lại những cái xe bánh tráng trộn, bánh tráng muối đó ở đây anh chị. Quẹo trái ở đây khu vực này bình thường đông lắm nè. Phố này là cái phố bán trầu câu, xe duyên, các cặp đôi đám cưới đám hỏi rồi ra đây mua anh chị, ra duyên anh cưới em đó. Thường thường Tết xong đó, ra đây đông lắm. Bây giờ nó thay đổi rất là nhiều. Mai mốt phố trầu câu này không biết còn hay không. Bây giờ thấy người ta cũng chán lắm rồi đó. Em đi tới đối diện chợ Bình Tây để anh chị nhìn toàn cảnh khu vực chợ Bình Tây ở đây nha. Đó, lên hàng xuống hàng lai rai như vậy thôi. Chưa nhiều nhưng mà dù gì thì thấy bà con mình buôn bán trở lại thấy cũng phấn khởi phần nào. Tuy nhiên thì trời bây giờ đang tối thui, nhìn xa cô bác anh chị không thấy được gì. Xách thò hàng đi về giao. Giờ người ta cũng làm biến đi ra đây bán lắm. Những cái cục hàng lên xuống anh chị đây. Người ta đang rinh ra đó, quét mã khai báo y tế. Đó, tới người ta lấy hàng sỉ. Bên trong thì có cái tượng của Quách Đàm thưa anh chị. Ở đây chợ Bình Tây hay người ta còn gọi là chợ Quách Đàm đó. Cái người mà đã bỏ vốn bỏ đất ra để xây cái chợ này. Em dừng lại em cởi áo mưa một xíu anh chị nha. Hết mưa rồi, cởi ra đi chứ nó nắng quá, nó nóng quá. Phía trước là có một chị bán bánh tráng đó, bánh tráng muối, bánh tráng mè, ngồi xe máy cầm dù bán. Thư thái. Rồi em tiếp tục đi tiếp thưa anh chị. Trời mưa có một chút xíu thôi, không có nhiều.
và bắt đầu lang thang những cái con đường thân quen gửi đến cô bác anh chị đây. Wow, xe máy nhỏ xíu ở chợ bảy bao. Đây, còn đây là những cái hình ảnh kéo hàng. Kéo hàng những cái xe hàng to đùng. Đây, Chu Văn An thưa anh chị, đang ở bên bên phải nha. Sau mưa bắt đầu chợ hàng nó thoải mái hơn, nhưng mà cũng chuẩn bị có mưa nữa đó chứ. Chuẩn bị có mưa nữa, mây còn mù mịt kia mà. Khu cộng đồng người Hoa, người ta làm ăn tập trung lắm thưa anh chị. Đó, từng thùng từng thùng, thấy đã không? Về đây thì cái gì cũng có, nhưng mà thú thật với anh chị là em chưa có bao giờ mua hàng ở chợ Bình Tây, ở khu này, khu chợ lớn, chưa bao giờ mua luôn, kể cả Kim Biên hay là cái gì đó, ít, rất là ít khi mua. Ở đường Phan Văn Khỏe, bên kia là bến Bãi Sậy. Bây giờ kinh tế rất là khó khăn, sau dịch công việc làm ăn nó thất, nói như là khó lắm anh chị, không kiếm việc làm đâu được. Giờ ra chợ Bình Tây ha, chúng ta kiếm hàng về bán. Qua wow, xe máy mà chợ này anh chị, ghê chưa. Chúng ta ra chợ Bình Tây kiếm hàng sỉ về bán. Em cũng từng có ý định ra chợ Bình Tây mua hàng sỉ về bán rồi đó, nhưng mà cuối cùng không làm nữa anh chị. Đó, hôm nay là ngày đầu tiên chợ Bình Tây mở cửa đây, ngày 15 tháng 10. Tuy nhiên thì người dân ở đây người ta còn e dè mở cửa lắm, dời về nhà rồi. Đây nè, dời về nhà lị bắn bích. Mấy cái tấm bảng ở trên người ta để này, quay lại gửi anh chị xem, cho thuê sạp đồ quá trời luôn nè, người ta nghỉ hết trơn rồi còn đâu nữa. Hòa Mỹ nè, bán tại nhà nè, dời về nhà bán tại nhà. Đây, đưa, phải chia sẻ để anh chị thấy cho nó dễ. Đây nè, Hòa Mỹ nè, bán tại nhà này, Lò Siêu, phường 16, quận 11. Ở đây thì dời về nhà 124 Lũy Bán Bích, có số điện thoại hẳn hoi luôn. Giờ cái phố này nó vắng tanh anh chị thấy không? Người ta tạ sạp luôn rồi. Đó. Mùa dịch vừa rồi rất là nhiều người trả sạp về nhà, bán online rồi đó anh chị. Một số bộ phận bà con mình ở đây người ta dời đi hết, cho nên đó là lý do ngày đầu tiên mở cửa anh chị thấy vắng tanh. Và cũng như là người ta cũng e dè, chưa có ra dọn hàng hoặc hàng hóa ở trong nhiều khi bây giờ đang vào kiểm đếm hoặc là đã hết hàng rồi chưa nhập về kịp đó, như vậy đó anh chị. Nhưng mà chúng ta phải chấp nhận một sự thật là người ta nghỉ bán nhiều lắm, 4 tháng hơn mà chịu sao nổi, cũng phải tìm cách khác để sinh sống cho anh chị. Hôm nay thứ sáu, coi như là cũng cuối tuần luôn, chợ Bình Tây mở cửa. Đường này được Ngô Nhân Tịnh, em quẹo cái Ngô Nhân Tịnh xem, thùng hàng nè, ở ngoài vậy chứ hoạt động nhộn nhịp hơn là phía trong chợ.
Ngô Nhân Tịnh này em thấy bán đồ chơi em bé nhiều lắm, đồ chơi con nít màu sắc quá trời luôn. Ôi anh này chở cái thùng to đó, hai thùng hàng như đây chưa xin nhê đâu. Khu vực này người ta chở hàng còn khủng khiếp hơn. Em quẹo bên mé tay trái qua đường Phan Văn Khỏe anh chị nha, bến Nguyễn Văn Thành, và dự kiến là ngày mai ngày mốt đây từ 16 tới 20 là sẽ mở cửa rất là nhiều chợ. Hôm nay thì em cũng thấy có chợ Bà Hoa mở dẹp rào chắn này, đi xuống chợ Kim Biên thì anh chị xuống cầu Ba Cặn, còn đây là mấy chú đang nhậu nè. Ui cha, bia quá trời luôn. Sau bao nhiêu ngày ngăn cách giờ chúng ta thấy mùa xuân gì chứ, chiều chiều mưa mưa này ngồi mà quất mấy thùng bia là chuyện bình thường anh chị, giờ chưa có buôn bán làm ăn gì nhiều nhậu thôi. Đã ghê. Em thì không có thích nhậu nhưng mà nhiều khi thấy người ta nhậu ngồi cũng vui lắm, tám chuyện rồi kể chuyện trên trời dưới đất, nhiều chuyện thú vị. Đây con đường Gò Công à. Gò Công tới đây quẹo đâu đây, thôi đi thẳng đi anh chị. Hôm nào em đi mé bên bến Bãi Sậy, Lê Quang Liêm, Bình Tây đó, những con đường đó đó. Ờ, da ua kem chuối bánh lăng. Cái xe mà cô mới đi ngang, à, con em mới đi ngang có cô chở mấy cái mấy thùng nước đá đó anh chị, kem chuối, da ua, bánh lăng. Tại không biết cô bán cái gì nên là cũng chưa nói được. Rồi em chạy ra chợ Kim Biên rồi đây, đi ra phía trước đường Hải Thượng Lãng Ông ha. Chợ Kim Biên thì mở hớm giờ rồi, cũng trong chợ thì vắng nhưng mà ở ngoài thì đông. Thấy cuộc sống của bà con mình nó quay trở lại như xưa cũng mừng thưa anh chị, nhưng mà đâu đó vẫn còn rất là nhiều cái hình ảnh buồn. Cái việc mà mở cửa lại là một cái chuyện, còn mà cái chuyện mà buôn bán được hay không nó lại là chuyện khác nữa. Cái hậu quả của cái việc phong tỏa diện rộng, cách ly, hậu quả của Covid nó cũng khiếp thiệt. Đây là con đường Vũ Chí Hiếu à, em cũng quẹo vào một tí coi. Chỗ này thì bán đồ điện nhiều, nó gần giống như là khu Nguyễn Kim thưa anh chị. Kim nhập tảo, đồ điện này, treo dây, treo đèn led rồi nhấp nháy. Mà khu này ban đêm người ta nghỉ á, ta không có bán cả đêm giống như ở ngoài Nguyễn Kim thưa anh chị. Khu chợ lớn này em thấy là tối người ta nghỉ, 4 giờ, 5 giờ ta dọn hàng hết. Vũ Chí Hiếu đó. Đây là con đường Phùng Hưng, rồi em bỏ trái. Bỏ trái thì qua Hải Thượng Lãng Ông. Rồi em ghé vào chợ Phùng Hưng, xem chợ Phùng Hưng. Mà giờ chiều rồi chợ Phùng Hưng chắc người ta có bán sáng thì giờ người ta cũng nghỉ nè. Nhưng mà em đi vào khu chung cư đó. Ở đây thì không có đèn xanh, đèn đỏ thưa anh chị, cho nên là nó rối rắm lắm nha. Xe chạy qua chạy lại dễ gây tai nạn lắm. Chúng ta đi ngang đây chúng ta cẩn thận nè. Rồi bây giờ bắt đầu thấy bán đồ cho Tết rồi đó. Câu đối rồi này kia, đèn lồng. Mấy cái này thì quanh năm suốt tháng người ta để dành, năm này qua năm nọ nó cũng không có lỗi thời. Chúc mừng năm mới chẳng hạn. Ở đây thì chúng ta qua cái đèn năm ngọn, chợ vải Xóa Kình Lâm phía bên trái của em. Xóa Kình Lâm thì hôm nay chưa được hoạt động thưa anh chị. Người ta chỉ bán lạc vặt lai rai phía những cái nhà mặt tiền thôi, chứ trong chợ thì chưa đâu. Đó, con đường này là con đường Đồng Khánh. Rồi em chạy về chợ Phùng Hưng này, ngay cái con đường Nguyễn Trãi đó chứ anh chị. Chợ lớn chuẩn bị mưa. Chợ Phùng Hưng thì bây giờ em cũng không biết là sáng người ta có bán hay chưa. Rồi, hôm nào ghé về lại. Rồi đây là có hai cái dãy nhà cũ, ở đây có mấy bánh đường, bánh bông lan rồi người ta làm quá trời ngon luôn, thơm thơm và rất là nhiều sắc màu.
Rồi, em quẹo huyện Trại đây anh chị. Hướng này em chạy xuống Sóng Cải, ngay chỗ khu gì ba đó. Về đây thì rất là nhiều khu chùa bà à, và bây giờ dịch bệnh thì cũng chưa có được mở lại. Đây là con đường Châu Văn Liêm, Tổng Đốc Vương ngày xưa thưa anh chị à, bây giờ chuyển qua bán rau rồi. Cơm gà là ở đây à, có bí này. Cái này bán không biết bán kiểu gì đây. Bầu bí 10.000 đồng một ký, mua 10 ký tặng 1 ký. Đây anh chị, đu đủ 15k một ký, bí đỏ 20k một ký. Châu Văn Liêm, Tổng Đốc Vương. Rồi em đi thẳng đây anh chị ha. Rồi đi thẳng hướng này thì chúng ta đi xuống Sóng Cải, đi xuống bệnh viện Nguyễn Tri Phương trên con đường hiện tại này. Em chạy một chút xíu nữa thôi. Cũng xin được kết thúc các clip của mình ở đây. Hôm nay thì quay về chợ Bình Tây một buổi chiều cuối tuần để cô bác anh chị cảm nhận cái không khí. Tuy nhiên thì thấy người ta dời bạn về nhà nhiều quá. Dời bạn đi về nhà quá trời luôn. Bây giờ ngày xưa thì xuất hiện cái làn sóng gọi là tháo chạy khỏi Sài Gòn. Bây giờ thì xuất hiện cái làn sóng là tháo chạy khỏi chợ. Chợ bây giờ là bị thành con ghẻ rồi. Người ta giờ người ta không có ham đi vô trong lòng chợ bán nữa. Tại vì anh chị thấy là chỉ cần có một ca thôi là bắt đầu mình dẹp rồi. À, hơn nữa là bên trái em có trường Mạch Kiếm Hùng, trường trung học cơ sở khu di tích chùa Bà đây nữa. Mạch Kiếm Hùng. Đi ngang khu mấy khu này thấy nhớ cái hình ảnh nhộn nhịp vào mỗi năm trước. Trời tới thui sao chót. Đó là bài hát đêm cuối đó anh chị. À, khu vực này bán đồ thể dục thể thao, tập gym rồi rất là nhiều, rất vòng đó. Sau cái mùa cách ly phong tỏa ở nhà à, có lên ký thì về đây mua mấy cái đồ về tập cho nó nhanh xuống ký thôi anh chị. Đây là chợ Xã Tây. À, chợ thì em thấy cũng có bán rồi nè. Đây. Bán lai rai, có lẽ sáng cũng lai rai. Chỗ này có cái món hủ cái gì? Miếng gà, miếng vịt gì chỗ này cũng ngon lắm. Ngày xưa em có ăn một lần. Chợ Xã Tây. À, và ở chợ lớn thì cũng có một cái dinh Xã Tây, nó nằm ở đâu đây? Giờ mất tiêu, em cũng không nhớ nó nằm ở đâu. Đó. Còn khu Sài Gòn, trung tâm Sài Gòn cũng có một cái dinh Xã Tây anh chị. Dinh Xã Tây ở trung tâm Sài Gòn thì sau này được gọi là tòa đôi chính và bây giờ nó là ủy ban nhân dân đó. Còn bây giờ trên này thì giờ chỉ còn sót lại cái chợ Xã Tây thôi. À, phía trước thì chúng ta đi xuống đường Nguyễn Tri Phương. À, bên trái ở đây có chung cư Sóng Cải thưa anh chị. À, khu vực Sóng Cải, một cái gò Sóng Cải. Ngày xưa người ta trồng rau cải. Thì đây là con đường Tạng Đà và bên phải chúng ta đi về khu Sóng Chỉ là đại lộ Võ Văn Kiệt. Rồi trời nổi gió lên, bắt đầu trời lớn chuẩn bị đón cơn mưa đen trời rồi thưa anh chị. Gió quá trời luôn này. À, chị nhìn mấy cái cây đó lắc lư đó. Và cũng tối thui luôn. Khó thấy, về nhà em nâng sáng lên một chút xíu để anh chị dễ hình dung nha. Các cái hàng quán ở đây, bây giờ chưa quán ăn, bây giờ trồng bán rau, chúng phố Bùi Viện đó anh chị. Đó. Đây, thời thế nó tạo anh hùng và bây giờ thay đổi hết rồi. Ai thay đổi thì sống, còn ai chậm thay đổi thì tiêu thôi. Em xin tạm dừng cái clip ở đây thưa anh chị. Một vài cái hình ảnh khu vực chợ lớn. Bây giờ sắp mưa rồi, có thể có cơn mưa chăng. Tí xíu nữa em đón mưa. Và cùng một lần nữa xin chúc cô bác anh chị và các bạn luôn bình an và thật là nhiều sức khỏe. Em tạm dừng.
clip ở đây. Hẹn gặp lại cô bác, anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye.